đứa nhỏ, mình cũng là một người mẹ, mình cũng có con, mình hiểu được cái nỗi khổ đó, cái nghèo, nó tận cùng của cái nghèo đó, nó ghê gớm lắm. Một mình chị, nhiều khi có chồng chị chỉ nuôi một đứa con ăn học tới lớn đó, mà chị thấy cả một vấn đề. Đó, huống hồ chi một người mẹ mà đi nhặt ve chai mà nuôi năm đứa con, thì vì hoàn cảnh gì đó, nói chung là mỗi một một gia đình nó có một cái hoàn cảnh riêng, không ai giống ai. Người ta gọi là mỗi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thì cũng có một lý do gì đó mà giữa hai vợ chồng có cái gì đó thì người vợ mới dắt năm đứa con ra đi. Đó thì ý là hôm nay chị coi nhiều lắm, chị thấy như vậy. Chị coi cái clip chị thấy là người cha lên nhận năm đứa bé, thì chị thấy là hình như là cái đám tang đó là hình như không ai quan tâm đến một người đã mất ngay tại thời điểm đó. Theo như chị nói như vậy. Nếu chị là chồng hoặc vợ của một cái người đã mất, thì năm đứa con còn trẻ, vợ mình đã đi 2 năm, ở nơi đâu thì mình biết hay không, cái chuyện đó thì chị không biết. Nhưng mà đóng vai trò chị là một người chồng hoặc một người mẹ của năm đứa trẻ, thì khi hay người chồng hoặc người vợ mình mất đó, dù hoàn cảnh nào đi chân nữa, đi chân đất hay đi xe đạp, bất kỳ lý do hoàn cảnh nào nữa, chị cũng mượn 200.000 để chị chạy lên tới đám tang. Đó thì bây giờ ví dụ mình nghèo thì chòm sớm cũng đóng góp, người này người kia cũng đóng góp, bây giờ người ta làm từ thiện nhiều lắm em. Thậm chí cả đến khi chị bây giờ có bà chị bạn ở quận 8, lâu lâu quá công nhân nào mất ở dưới Nguyên ơi, em phụ 1.500.000 là chị phụ liền, chị chuyển khoản chị phụ. Chị không nghĩ là người đó, bất kỳ người đó là ai, chị mình đã biết được như vậy, mỗi người đóng góp một ít, bây giờ xã hội mình tốt lắm. Thì chị nói cái vấn đề ở đây như vậy, người chồng lên tự nhiên chị không biết cái clip trước còn những cái clip nào không, chỉ thấy cái người chồng đó là nhận năm đứa trẻ là phù hợp với cái tình người, cái đạo lý đó. Nhưng mà chị thấy một điều, có một cái lỗ hổng ở đây như vậy, có một cái khiếm khuyết, thì chị không biết cái người chồng đó là, chị không hiểu là ảnh suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà theo quan điểm của chị, cái điều bình thường nhất ai cũng nhìn thấy là nếu mà chị là chồng hoặc vợ của người đó, chị sẽ lên xong chị ở hết đám tang, chị đưa vợ hoặc chồng chị đi hỏa táng xong xuôi về, bắt đầu là bây giờ là đã biết vợ mình với con mình ở đó là chồm sớm, là nhất là anh trắng rượu ve chai gì đó. Chị cũng thấy mặt ảnh thôi, người ta đã cu mang dù ít dù nhiều, một bữa cơm cũng quý, người ta đã cu mang 2 năm trời và cả chồm sớm khu đó. Biết rằng những người dân ở đó người ta ít học, cái lời nói của người ta chị thấy á, nhiều khi chính bản thân chị cũng không cảm được, nhưng mà người ta ít học hơn, người ta sống dân dã ở quê ở ruộng, người ta nói đó là điều chân thật, người ta bức xúc người ta nói đó. Nếu mà nói trao chuốt được thì là ai, không có ai có chuyện gì để phải nói. Thì chị thấy ở đây nếu người chồng đó đưa vợ mình đi quả bán xong xuôi về, xong bắt đầu mình gửi xong xuôi đi, rồi bắt đầu á xong xuôi rồi mới tới năm đứa nhỏ, mình sẽ mời những người nào mà cu mang con mình, nhất là anh trắng, những chòm sớm đó, dù ít dù nhiều, một bữa cơm no lòng cũng là ân là nghĩa. Thì chị sẽ xin phép đóng năm đứa nhỏ về dưới để cu mang, dùng từ cu mang đi, tại vì cái điều kiện mình nó không có được thoải mái. Nuôi cu mang nuôi con mình nuôi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhưng mà cái vấn đề ở đây chị thấy anh chồng lên tự nhiên là con theo ba, không ai rơi một giọt nước mắt vì người đã khuất. Chị đi ngang đám tang một người còn trẻ, chị thấy người đó, chị phớt ngang, chị thấy còn trẻ, chị lùi ngược lại, chị chặn đồng. Nếu mà già thì chị cũng buồn, nhưng mà chị buồn ít hơn những người trẻ. Mà đằng này đám tang làm giữa ruộng bà con dòng họ, không thấy ai, không phải không thấy ai, mà là giống như người ta nghèo quá, bên ngoài cũng nghèo quá, mình cũng không nói được. Toàn là những người chân cu mang, cả chạy hòm, cả những tấm lòng hảo tâm đồ này kia. Thì bây giờ cái điều cần thiết nhất, mình không có tiền đâu, ai cần mình tiền. Cái điều cơ bản của một người, cái nghĩa vụ phải có. Ta nói nghĩa tận là nghĩa tử, nghĩa tử là nghĩa tận. Đó, cái anh chồng lên chỉ đi rước con về, cái điều đó là dĩ nhiên, trước sau gì là mình cũng phải rước rồi. Đó thì chị thấy ở đây á, nói chung là bên nội nuôi hay bên ngoại nuôi, cái điều kiện những đứa bé thích sống ở đâu, nó cảm thấy vui vẻ, nó hạnh phúc là đã đủ rồi. Đó thì nó đã lớn rồi, bây giờ ví dụ vợ chồng ly dị cũng vậy, chắc ra tòa phải hỏi con, dưới 18 tuổi là phải hỏi con đi theo ai. Con đi theo ai chị biết mà. Con đi theo ai thì nó đã nói được rồi, nó thương cảm người nào thì nó sẽ đi theo người đó. Ví dụ người kia không có khả năng nuôi thì người nọ phải chu cấp, đó là nguyên tắc. Đó nó là, mà chị thấy không ai rơi chồng
chị thấy không rơi một giọt nước mắt hay không buồn bã gì hết, mà chỉ thấy thản nhiên lắm, là bắt con vậy. Ai không cho bắt con mình đem về cái điều hiển nhiên, ai không cho bắt. Ý là chị không chỉ trích anh chồng, nhưng mà chị thấy ảnh hơi bị sơ sót chỗ đó một chút xíu, cho nên làm cho cộng đồng người ta không có còn niềm tin nó là như vậy. Nếu mà ảnh cư xử từ đầu tới đầu giống như chị nghĩ thì chị rất cảm phục ảnh. Là một người đàn ông chị rất cảm phục. Con đàn này lên là chị dắt con về, rồi giờ hai bên này kia chị thấy không hay ho chị đó, người ta cười. Đó. Thì nói chung á, cái bên chồng người ta cũng nghĩ người ta nuôi cháu như vậy là nó hợp tình hợp lý. Dù nghèo hay giàu gì á, người ta nuôi cháu người ta cái điều đó là điều hiển nhiên. Thì có rau ăn rau, có cháu ăn cháu, dầu gì cũng có nhà ở, cũng có mái che che. Biết rằng anh chị gia trai ảnh rất là tốt, nhưng mà cái điều kiện sống của ảnh nó cũng cơ cực lắm. Ảnh cũng ở cái mái che vậy cũng tội cho ảnh. Thì ảnh cu mang thêm mấy đứa nhỏ nó chỉ nặng nhọc thêm mà thôi, đó là sự thật. Một ngày một bữa không sao, nhưng mà năm dài tháng rộng anh chịu không nổi đâu. Cái đó mình nói thật lòng. Thì như nào thì anh cũng không có dành, nơi nào với đứa nhỏ ở tốt thì anh cũng sẵn sàng anh trao trả lại. Anh gửi tiền bạc kia. Chị thấy đấu đá trên cộng đồng mạng này kia kia nọ, chị thấy nó không có còn cái đạo lý nữa. Chị thấy giống như chị không biết là chị không nghĩ được cái suy nghĩ của người ta là vì cái này hay vì cái kia hay vì cái nọ, chị không hiểu được. Nhưng mà tại sao từ xưa giờ vợ con mình bỏ đi ít nhiều, bây giờ chẳng lẽ người đàn ông ảnh có nói ảnh định cái điều đó, có thể mình thông cảm cho ảnh được là do ảnh bị tai nạn, ảnh không có làm ra tiền đó. Thì cái điều đó mình nói mỗi bông mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng mà cái điều sơ sót của ảnh tại đám tang như vậy, chị thấy chị không có cảm phục lắm. Chị nói thật lòng đó. Ở đây là chị nói theo khách quan, chị nói theo tình và lý của từng nơi từng chỗ. Đó thì những đứa bé, với lại chị nói cái vấn đề tiền của Mạnh Thường Quân, thì chị hai chị của cái anh chồng nó cũng lên tiếng là cháu chỉ nuôi, chỉ lo phụ má chỉ nuôi. Thì cái gì vấn đề tiền từ thiện để cho Mạnh Thường Quân đóng góp cho mấy đứa nhỏ, thì chị thấy đơn giản có gì đâu. Để vô cái tài khoản, ví dụ như ở nhà ai muốn quản lý cái gì, chị thấy nếu như chị bây giờ chị nuôi 5 đứa nhỏ, chị là cô hai đi, chị là cô nuôi 5 đứa nhỏ, ví dụ như chị là người kinh doanh làm ăn, ví dụ như tin tưởng chị thì đưa số tiền đó, chị phải làm cho cái số tiền đó nó nảy nở ra, chị mới nuôi mấy đứa nhỏ năm dài tháng rộng được. Chứ con lấy chục triệu, chị nói thiệt, con chị học một tháng đã 5-6 triệu bạc rồi. Nó ít lắm, nó không có nhiều đâu, mấy chục triệu thoáng một cái chưa đầy năm hết, mà trong khi 5 đứa chứ không phải 1 đứa. Nếu mà nó ăn nó học chị thấy không có bao nhiêu đâu. Thì ý là giống như nó phải có một cái quỹ. Nếu ví dụ như cái đồng tiền đó chỉ làm cho sinh sôi nảy nở, mà chỉ phụ với má ruột chị, má chỉ nuôi mấy đứa nhỏ, thì chị thấy cái điều đó nó cũng tốt mà. Rất tốt, chị cũng hoan nghênh á. Chứ bây giờ ví dụ như người ta nhận cháu người ta về, mình vẫn biết á, tại vì mình không hiểu được người ta, mình không biết hay là không, cái điều đó ai cũng đặt dấu chấm hỏi. Nhưng mà bây giờ không ví dụ chị nói giờ mình trao cho 5 đứa nhỏ, nó còn nhỏ quá, nó cũng chưa có thể giữ tiền được, nó cũng không biết sử dụng cái đồng tiền như thế nào. Đó là vậy, phải có một người lớn đó. Thì cái đồng tiền nó không thể nào, ví dụ như nếu mà để làm cái quỹ chết á, lãi ngân hàng nó phải nhiều nó mới đủ sống, còn ít quá chị nói thật sự cũng không đủ sống nữa. Là tất nhiên cái đó là mình cho cần câu, còn con cá nó lớn lắm, ăn hoài ăn giết nuối cũng lỡ không có đủ đâu. Vào đâu cái đó chị nói thiệt, chỉ là khách quan, chị không có bên ai hết á. Đó là vậy đó, nếu tin tưởng á thì trao cho 5 đứa nhỏ có cái sự giám sát đó. Chắn cũng có nói là kêu gia đình dẫn mấy đứa bé xuống thì ảnh sẽ trao tiền luôn, ảnh cũng không có muốn giữ nữa, tại vì ảnh giữ số tiền này thật sự rất là mệt mỏi luôn. Mệt mỏi quá, người này nói ra, người kia nói vô, người nọ nghi ngờ cũng mệt đó. Với chị cũng không giữ, thì ảnh trắng ảnh tốt, ảnh giữ giùm đó thôi, chứ ảnh đâu có lấy đồng bạc nào được tiền đó mà ai lấy được. Đâu có ai ăn được ngàn nào đâu chị. Cái tiền đó ai dám ăn, không ai ăn, dù có nghèo người ta cũng không có lấy nữa, chị nói thật lòng luôn á. Đó, thì bây giờ chủ yếu cho mấy đứa nhỏ nó tốt thêm thôi, thì hai chị lớn là đi làm. Ví dụ như bây giờ chị nghe nói là em nó muốn cái bé nhận cái bé gì đó muốn mua một chiếc xe đi làm, chị thấy nó cũng phù hợp đó. Nhưng mà đi làm không có chiếc xe, không có phương tiện đi bộ đi đồ, làm sao đi làm được cái điều cơ bản. Con đi học thì cũng mua chiếc xe cho nó đi học. Cái đó chị nói thật lòng, chị nói rất là thật. Thì em đó hai đứa chị đi làm thì mới về phụ để mua dài được. Có thể là không mua chiếc xe đắt tiền, mua chiếc xe vừa vừa thôi.
chuyện cơ bản trước đi. Đó, hai chị đi làm mới có tiền về phụ với bà nội, phụ với cô hai, mới nuôi ba đứa em khi ăn học. Em biết ăn học một đứa đã bao nhiêu tiền rồi, mà đằng này tới ba đứa. Cái vấn đề ở đây là làm giấy tờ cho nó trước, lo giấy tờ đâu đó đàng hoàng, rồi cho nó đi học, mua bảo hiểm cho nó đàng hoàng, để khi nó có bệnh có đau nó sẽ không tốn tiền nhà, chỉ là lo ăn lo học cho nó thôi. Đó, chị thấy như vậy là hợp lý nhất. Đó, nói chung ta nuôi ba đứa, bây giờ Mạnh Thường Quân cho mấy đứa nhỏ thì dĩ nhiên phải có người giám hộ, là phải tin tưởng người ta. Nếu không tin tưởng người ta đã lên tiếng, người ta cũng không cần tiền đó. Nói chung chị bức xúc chị mới nói cái lời đó, nhưng mà thật sự là như vậy. Tất nhiên là ba đứa nhỏ cộng thêm mấy đứa của chị kia, cho rằng bà nội nuôi ba đứa thì chị này qua phụ ba đứa, ăn sáng ăn trưa ăn chiều, cơm nước quần áo, em biết một tháng là bao nhiêu tiền chưa, chị nói thật lòng. Thấy em tính cái điều cơ bản hiểu. Bởi vì em mới nói anh Trắng cũng đã nói rồi, kêu gia đình chở 5 đứa xuống là người ta sẽ trả tiền. Bây giờ thậm chí Mạnh Thường Quân bên em là giao cho em là cái số tiền của mấy bé, là kêu em tự quyết định, có cho hay không là tự em quyết định. Hôm bữa em cũng có gọi cho Mạnh Thường Quân, người ta cũng kêu thôi vậy cho những cái hoàn cảnh khác. Bây giờ nếu mà ngày mai hay gì đó gia đình mà xuống trao cho mấy đứa bé, em sẵn lòng lấy cái số tiền của Mạnh Thường Quân dẫn cho mấy đứa bé hết luôn, mà gia đình lại không có chịu xuống. Chị cũng không biết lý do tại sao, nó cũng phải có một cái lý do gì đó. Cho nên hả, bên nội nghiệp bắt cũng tới. Chị thấy á, với lại chị Mạnh Thường Quân nào đó là tài trợ cho một căn nhà. Thì bây giờ theo ý chị, căn nhà đó cũng rất là hay là như vậy. Nếu mà bây giờ về bên nội nó đi, chị không biết quê nội ở đâu, chị chỉ nghe cái chỗ chị dựa dây chai là ở Long An, Đức Hòa Thượng, Đức Hòa Hạ gì đó. Chị thì chị đang ở bên chỗ Hóc Môn, là chị qua méo bên đó nó cũng gần gần đó. Thì bây giờ chị thấy ví dụ như bây giờ cho tài trợ căn nhà thì giờ nó đang lộn xộn vậy, thì bây giờ là bên nội phải thống nhất lại đi, phải sắp xếp trình tự lại như thế nào. Còn về cho 5 đứa bé, tôi biết chị, bây giờ chị là người tài trợ đi, ví dụ chị muốn cho thì bây giờ chị sẽ gặp chính quyền địa phương, chị sẽ tìm hiểu cái lý do của đăng cái hoàn cảnh 5 đứa bé đó. Thì bây giờ á, địa phương người ta nắm, thì bây giờ cái chỗ nào ai bán đất rẻ, phần nó giống như phần giống như là bán rẻ đi, gọi là ta cũng cho giống một phần, thì mình về cái địa phương đó người ta bán rẻ, thì bây giờ lấy cái tiền đó chỉ xây nhà thôi. Tại ở quê á, đất nó rẻ lắm, như lại cất nhà nó cũng rẻ, nó không có giống như ở Sài Gòn chỉ tỉnh thành khác mà trung tâm các cái nhà bé bé như cái phòng trọ cho mấy đứa nó ở cũng được. Thì quyền sở hữu là quyền sở hữu đó là của 5 đứa trẻ, không ai được quyền mãi, chỉ được ở đó thôi chứ không có được quyền bán hay cầm cố của 5 đứa nhỏ. Làm cho nó có chỗ che nắng che mưa, với nó thờ mẹ nó luôn. Nó thờ mẹ nó để anh em nó mai mốt lớn có chỗ mà để ví dụ dựng vợ gả chồng có chỗ ra vô lại mẹ nó. Theo chị là một người mẹ nó là như vậy, chị suy nghĩ chu đáo vậy đó. Thì bây giờ mình nhận là quyền lợi mình để cho mấy đứa nhỏ, chứ thật sự cô hai cũng không hưởng được cái gì, bà nội cũng không hưởng cái gì, mà thật sự người ta cháu người ta là người ta phải nuôi đó. Mà nếu mà có Mạnh Thường Quân phụ một chút thì mấy đứa nhỏ nó sẽ tốt hơn, nó là vậy thôi đó. Thì chị nói cái quan điểm ở đây là do cái cuộc sống của hai vợ chồng nó có một cái vấn đề gì đó, nó mới sinh ra nghèo khó, nó mới sinh ra như vậy, nó mới tới những cái người khác, nó mới sinh ra như vậy. Chứ nếu từ đầu sắp xếp trình tự cái cuộc sống của hai vợ chồng không có như vậy thì không có chuyện gì xảy ra. Đúng là chị nghe nói là từ lúc mà 5 đứa trẻ, một cái người chồng á, mà thì nói chung ảnh nói cái điều đó mình không chấp nhận được. Tại vì mà tai nạn bị nặng là mất khả năng lao động, thì ảnh không có tiền là đúng. Thì chị nói cái chuyện nội bộ á, thì chị không biết chuyện gì, ý là chị đang chị nhìn vào là chị thấy từ cái đám tang của cái chị đó, chị mẹ của tới thời điểm này thì chị thấy anh chồng á, từ đầu do anh chồng thôi, anh chồng sắp xếp trình tự thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ hiểu chuyện một chút xíu cái từ hở ban đầu là cái chỗ đám ma đám tang chị phải là mọi chuyện nó sẽ lắng dịu, không quan tâm nhiều về cái người vợ đó mất. Cho nên mới xảy ra là cô hai bà nội chứ bên đây choáng nhau đến mức độ như vậy, với chồng sớm người ta bức xúc. Theo gì ảnh một người đàn ông anh phải tâm lý. Bây giờ vợ mình đi đừng nói chi ai, coi ai giúp đỡ được mình phải cảm ơn. Đó em thấy mỗi lần đó người ta còn nói lời cảm ơn chi, rồi trong đám tang có cái gì sơ sót là mọi người cái niệm tình bỏ qua. Còn đằng này á, khi lên tới lúc đưa vợ đi còn một tay anh trắng anh là người dân mà. Đúng rồi chị. Mà người tại sao người ta làm được cái điều đưa vợ mình đi thiêu, đưa vợ mình vô chùa quỳ gối xuống tục kinh. Chị thấy cái điều đó rất là cao cả luôn. Chị không làm được đâu, lý do là chị có gia đình, chị đủ thứ chuyện hết trơn, nó là vậy.
người ta còn gia đình thì mình giao cái đó cho người ta đi, tại sao mình người ngoài mình làm? Dạ. Thấy ảnh rất là tội, chị không binh. Dạ đúng rồi chị. À, mà tại sao cái anh chồng chị không nói gì tới bà nội ở đây, đúng sai, cô hai đúng sai, hay là cậu bà ngoại đúng hay sai, cái chuyện đó là của người lớn. Nhưng mà ở đây chuyện giữa hai vợ chồng ảnh và chị. Thậm chí mà cái ngày mà đưa quả thiêu xong rồi mà đưa vô chùa, cái người chồng vô đây mà đòi năm đứa, nói chung là muốn đưa năm đứa bé mà cũng không hỏi về cái vấn đề gì của vợ mình như thế nào luôn. Ờ, em đúng không? Có phải em làm video clip từ cái vợ đưa năm đứa trẻ về không? Dạ, em làm em là từ đầu là từ nhà đám tang luôn. Nhưng mà cái lúc từ cái anh chồng xuất hiện là chỉ xuất hiện từ cái khúc đó thôi đúng chưa? Dạ, từ hồi tối hay đám tang luôn. Thì chị nói bây giờ cho ảnh có lên đi, chị cho rằng ảnh có lên đi. Nhưng mà tại sao cái lúc đưa tang vợ đi, đi thiêu đi quả là ảnh phải là người tổ chức ở bên vợ mình. Từ đầu 24/24 xong rồi về đây, khi xong đám tang dọn dẹp trải hầm xong còn cái bàn ngồi đó, mình mới mời anh Trắng lại, mình mời chồng sớm lại để mình nói lời tạ ơn. Kể cả những anh chạy hòm luôn, thật sớm. Nghèo tiền mà, đâu có nghèo tình nghèo nghĩa, đâu có nghèo tình cảm đâu. Với lại em biết sao không, một lời nói của mình nó đi, nó sẽ làm xoa dịu đi những cái cơn phẫn nộ trong lòng của người khác. Dạ đúng. Không, chỉ nói thật lòng, ảnh do ảnh thôi, chứ còn bên nội bên ngoại ở đây người ta, chồng họ người ta cả xóm cũng không ai có lỗi gì. Nhưng mà ở đây là từ cái chỗ ảnh cư xử không khéo, nó làm cho cái choảng nhau đến mức độ người nào cũng có muốn ý tốt cho năm đứa nhỏ hết. Tất cả bên nội bên ngoại và cả chồng xóm cổ đồng bàn, ai cũng nghĩ tới năm đứa trẻ. Nhưng mà do cái cách anh chồng ảnh cư xử từ đầu nó không hợp lý, cho nên nó xảy ra đến cao trào đến mức độ như vậy, kéo theo hệ lụy rất là nhiều người đó. Chị hôm nay cũng suy nghĩ, chị tính gọi cho em, nhưng mà chị cũng lu bu lắm cái công việc của chị. Nhưng mà tại vì như hồi đó ở trên đây nè, những cái trường hợp nào chị cũng hay từ thiện, không nhiều lắm đâu. Ví dụ khi nào khá thì chị ấy, chị đụng đâu chị làm đó. Chị hay theo dõi, chị thấy những cái này chị hay xót xa cho người trẻ, mà người mẹ quá trẻ. Tại bạn chị cũng mất ung thư với tâm phú á, bỏ lại ba đứa con bằng tuổi chị bị ung thư mất đi đó. Thì chị nói với Hùng Mạnh như vậy là theo cái quan điểm khách quan của chị. Ở đây là chị không nói ai đúng và ai sai hoặc như thế nào, nhưng mà chị thấy là chị nhìn cái người ngoài lúc nào người ta cũng sáng suốt. Đó, cái vấn đề nó làm vậy. Rồi, em cũng cảm ơn chị đã chia sẻ thật lòng, góp ý kiến. Thì nói chung là đúng ra thì chị cũng không nói. Nhưng mà chị thấy cái này nó càng ngày nó càng đi đến cái kết cục chị thấy không có tốt gì hết. Càng ngày bên đây nó bên kia, tôi đi bên nọ bên kia, chị thấy mệt lắm. Bây giờ tại sao không ngồi lại với nhau, kêu năm đứa nhỏ lên, bên nội bên ngoại, kể cả anh Trắng, mình ngồi lại với nhau trong sớm để mình nói chuyện, mình tìm ra cái hướng giải quyết cho nó phù hợp, chứ không phải đấu đá lẫn nhau. Rồi không phải tôi đúng, anh đúng, ai cũng có cái đúng và cái sai của người ta, ai cũng có cái suy nghĩ riêng của người ta, cái quan điểm của người ta. Nhưng mà cái quan điểm đó phải áp dụng phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại, chứ không phải là mình nói mình đúng. Mình muốn suy nghĩ gì về người khác, mình phải đặt cái hoàn cảnh người khác vào trong người đó là mình hiểu ra liền. Đó, ngoài lúc nào người ta nhìn vô người ta cũng sáng suốt hơn. Thì ai muốn nuôi năm đứa nhỏ là cái điều cũng tốt. Nói chung dầu gì cũng cháu người ta, bà nội cũng vậy. Bây giờ chị nói cho rằng người ta nghèo hay người ta có cái gì á, thì cũng là con cháu người ta, cũng cơm ngày hai bữa, có gì ăn đó. Chứ không nhất thiết là phải ăn thịt ăn cá hay gì hết. Chị cũng từng thấm nghèo khổ mà lên, mà chị ở dưới mát, chị dưới quê, chị mới lên đây chị học, chị ở luôn. Nó là vậy. Mình đừng có quan trọng cái chuyện ăn uống, chủ yếu là cho con nó phát triển nên người, nó học hành đồ đàng hoàng, dạy dỗ nó có tâm, có đạo đức, phải sống cư xử với chòm sớm, cư xử với mọi người nó phải như thế nào. Cái đạo lý làm người, cái đó quan trọng hơn. Đó, còn ăn á, mình ăn để cho nó sống, để nó lớn, nó phát triển thôi. Chứ không phải mà nặng cái vấn đề ăn uống hay này đó. Quần áo không nhất thiết là phải nhiều sạch sẽ là cũng là được rồi, nhưng mà cũng phải có bộ thay, bộ sạch, bộ thay, nó là vậy đó. Mình cũng đừng đặt nặng cực chất quá, cũng mệt mỏi lắm. Mình cả sống sao mình cảm thấy mình thoải mái là được, mấy đứa bé nó vui vẻ là được rồi đó. Rồi thì chị có ít lời chia sẻ vậy đó. Mạnh, dạ rồi, em cảm ơn chị nha chị. Rồi, chào. Dạ, rồi, chào chị.